Ok, xin chào và chào mừng mọi người đã đến với STB Việt Nam Và trong video ngắn gọn này chúng ta sẽ cùng nhận định một cách nhanh chóng Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới nói riêng và cũng như cả một cái thị trường crypto nói chung Trong một khoảng thời gian mà quý 4 năm 2023 chứng kiến một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh của cái đồng tiền này Và cũng như các cái đồng tiền ở trong cái nhóm tiền điện tử đúng không Thì hiện tại chúng ta cần phải quan sát trở lại xem Thời điểm đầu năm có phải là cái thời điểm mà đáng để chúng ta tiếp tục gom hàng à, với những cái đồng tiền này hay là một cái sự chú ý về cái à, điều chỉnh của Bitcoin trong thời gian sắp tới thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhận định và phân tích một cách à, nhanh chóng gọn lẹ ha ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? Abre tu cuenta de cliente totalmente online invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Rồi, thì đây chính là cái biểu đồ của Bitcoin khung thời gian D1. Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta cũng đã thấy được là mới ngày hôm qua thôi, ngày ngày 3 tháng ngày 3 tháng 1 đúng không? À chỉ những cái phiên đầu tiên của năm mới đã chứng kiến giá Bitcoin lập thêm một cái mức đỉnh mới thì mức đỉnh này nó cũng à, thuộc cái dạng à, đỉnh của năm 2022 trong cái thời gian mà tháng 12 đã từng thiết lập của Bitcoin tuy nhiên với cái mức này thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó leo từ cái mức 18.000 thôi à, đã lập một cái mức gần chưa được 46.000 ha, đây tỷ nằm khoảng 45.900 mấy thôi. À, chưa kịp tới cái mức này thì có dấu hiệu là của một sự điều chỉnh. Thì à, chúng ta sẽ cần phải quan sát xem ừ, đây là một sự điều chỉnh khiến cho chúng ta có một mức giá rẻ hơn để tiếp tục nhập hàng vào, gom hàng tiếp và mua và hâu tiếp hay à, đây là một cái tín hiệu cảnh báo để chúng ta có thể là à, từ từ bán ra một ít để chúng ta có thể chờ một mức giá tốt hơn thì uh, sau đây là một số những cái lý do mà chúng ta nên uh, cân nhắc về cái việc mà bán ra uh, bởi vì thứ nhất là chúng ta đang thấy với một cái biểu đồ tuần chúng ta có cái đồng tiền này đã hồi phục và tăng lên uh, với cái mức chạm ở một cái vùng uh, kháng cự ở đây ha thì chúng ta vẽ ra những cái uh, chỉ cần chúng ta vạch ra chút xíu thôi là chúng ta sẽ thấy ở đây chính là cái đường xu hướng giảm của nó ha à, những cái kênh những con sóng giảm của nó và sau khi nó tăng trưởng thì đương nhiên cái mục tiêu à, dễ dàng và tiềm năng nhất để giá chạm tới và cũng chính là cái mục tiêu để cái phe lướt sóng có thể là chốt lời thì chúng ta nhìn thấy là chính là cái vùng nó đã gần chạm tới hoặc là đang chạm tới rồi, tức là nó, nó rơi vào tầm khoảng 45 trên 45.800 xoay quanh khoảng 46.000 cho đến 48.000 đi ha. thì đây là cái mức uh, có thể diễn ra một cái đợt chốt lời uh, khá khá đối với bitcoin ha và chưa kể là con sóng trước đó cũng đã chứng kiến một cái đợt tăng trưởng khá là là, là tốt rồi kể từ khi mà bitcoin nó có uh, cái mức uh, phục hồi từ mức đáy đi lên 18.000 đi lên thì đã tăng trưởng tới mức đỉnh vừa thiết lập ngày hôm qua ngày 3 tháng 1 đó chính là khoảng 184% rồi. Thì đây là mức hoàn toàn có thể là chút lợi của cái phe mua rồi. À đây là đó một cái, cái cái sự chú ý dành cho những cái anh chị nào nước lướt sóng thôi. Còn đối với những người mà người ta mua nó theo hướng giữ lâu dài thì uh, coi vẫn là một trong những cái gì đó mình nghĩ là về mặt tương lai nó vẫn sẽ rất là tốt. À kể cả với mức uh, đỉnh cũ 60.000, 70.000 hoặc là 100.000 sắp tới. Tuy nhiên ở trong ngắn hạn thì chúng ta cũng cần phải chú ý ha, thành quả mà chúng ta đạt được Thì đối với những ai lướt sóng thì chúng ta sẽ cần phải chú ý à, Với cái vùng này thì mình sẽ không có khuyến nghị mua được Và chúng ta cũng tranh thủ vẫn nên bán ngay khi mà giá nó chạm cái vùng này Và à, ít nhất là sẽ chờ đợi một cái vùng điều chỉnh à, Và chúng ta sẽ có thêm ngoài cái việc mà vùng bán ở phía trên này Thì cái khung H, khung D1 cũng sẽ cho chúng ta thấy là cái sự phân kỳ đến từ RSI Công cụ RSI ha Thì ở đây chúng ta có RSI đang hướng xuống từ cái mức uh, 80, mươi, à, mức 80 mươi thường thường, thường là mức uh, gọi là quá mua đó, à, chuyển sang cái mức bán đó, thì chúng ta thấy là nó đã từ cái mức 80 đi xuống nhưng uh, cái 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 mức giá vẫn đang là leo lên. À, thì đây là một, gọi là một cái sự uh, gọi tắt là một cái sự phân kỳ đến từ công cụ rõ sai à, cho thấy một cái tín hiệu đảo chiều. À, thì đầu tiên là như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta có thêm giá đã đâm xuống dưới cái vùng này mặc dù sau đó ngày hôm qua chúng ta cũng chứng kiến được cái việc là giá nó tăng lên trở lại nhưng đang có một cái dấu hiệu của cái áp lực chốt lời và áp lực bán ở đây à, và cho dù nếu như cái lực này chỉ là một cái cú uh, quét sl của cái mập thôi và sau đó giá có thể lập một quyết định mới thì nó cũng đã rơi uh, vào một cái vùng bán khá là căng rồi và ai chưa mua thì uh, chúng ta sẽ không có được không có nên mua ở trong thời điểm hiện tại và ai mà đang giữ thì nó vẫn đang nằm ở trên lai tăng cho nên vẫn cứ giữ bình thường nhưng mà một khi nó đã đóng nến nằm ở ngoài cái vùng này rồi thì chúng ta vẫn nên chốt những cái lệnh mua vàng của chúng ta đi ha còn những ai mà giữ theo hướng lâu dài thì tùy theo mọi người thôi như mình đã nói thì đây là ba cái khung thời gian mà mọi người cần phải lưu ý đặc biệt đối với những anh chị nào lúc sống thì có lẽ như nên thanh khoản nó ra trước khi nó điều chỉnh để có thể tìm về một mức giá tốt hơn. Đây là cái 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 chiến lược có thể coi là an toàn trong thời điểm hiện tại với rất là nhiều những cái lý do mà chúng ta thấy ở uh, video mà Dù Leo vừa vừa phân tích cho các anh chị ha. Rồi, thì đây là uh, kết thúc của cái video này. Uh, cảm ơn anh chị đã xem video và cũng như uh, chúc cho anh chị có thể giao dịch thật là tốt với không chỉ riêng đồng khoi mà cả các cái lệnh trời sắp tới nữa